Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm 2017, Đông cùng với một người bác ruột tên là Thêu đang sinh sống ở Trung Quốc đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ để bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Mỗi trường hợp bán trót lọt, bà Thêu sẽ trả cho Đông 25 triệu đồng. Sau đó thì Đông sẽ về bàn bạc và rủ em rể là Lê Xuân Dũng cùng tham gia. Theo đó, Đông sẽ có trách nhiệm liên lạc, thông báo, cung cấp hình ảnh các cô gái và giao dịch tiền với Thêu. Còn Dũng sẽ vào mạng Facebook, Zalo hoặc là trực tiếp tìm kiếm các cô gái để tán tỉnh, hứa sẽ lấy làm vợ hoặc là nhận làm nhân viên bán điện thoại cho Dũng tại huyện Đắk Miêu với mức lương cao. Và với thủ đoạn đó thì từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm 2018, cả hai đã lừa trót lọt được 4 cô gái ở tỉnh Đắk Lắk và một cô gái ở tỉnh Kiên Giang. Sau đó chúng lên kế hoạch dụ dỗ các cô gái đi cùng ra tỉnh Lạng Sơn để mua các mặt hàng điện thoại. Sau khi đến nơi, chúng đã bán cả 5 cô gái cho bà Thêu đưa sang Trung Quốc với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Hiện có 3 cô gái đã trở về Việt Nam, 2 người còn lại chưa xác định được tung tích.